Chào mọi người, thì bây giờ mình lại quay lại với một clip review về thanh niên tự lính hủy diệt của bên đỏ, bên xanh này. Tất cả các clip của mình đều hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì về các cái tướng mới mình đều mượn ở những cái kênh YouTube nước ngoài, và mình đều có xin phép đàng hoàng, khi được người ta đồng ý mình mới dám quay. Thì với thanh niên này, một thanh niên bên xanh, hôm qua mọi người xem clip trước thì có thể cũng đã biết được một phần rồi. Thanh niên này có khả năng gây sát thương lên các loại bộ binh. Đấy. Và có thể là gây sát thương lên tàu nữa, theo như mình thấy, vì là hầu hết các đơn vị kiểu như là mặt đất và các đơn vị trên mặt biển thì nó đều gây sát thương được. Đấy, theo như mình thấy là như vậy. Và thanh niên này có thể gây được sát thương lên máy bay trực thăng nữa, là được tầm cao với tới con này chỉ được đến vậy thôi. Nó có ba cái loại vũ khí trang bị cùng trong một cái hệ thống, đó chính là cái hệ thống như mọi người nhìn thấy, ba cái vũ khí nhưng mà ở cùng một hệ thống nhá. Hệ thống này thì gồm lưỡi lê, là cái đơn vị là cái trang bị gây sát thương tầm gần với phạm vi hoạt động là 1,5 ô gì đó. Và hệ thống súng máy nữa, có thể là cũng chỉ được trang bị như những con RIP, thì súng máy của nó thì có lẽ nó cũng sát thương tầm với đó thôi. Và một cái nữa là súng phóng lựu, súng cối, nó vác trên vai kìa, nó đang mở ra đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Cái súng này thì bắn có thể là sát thương xem với lại lính 2 đó. Thì ba cái loại vũ khí được trang bị này, mỗi cái loại thì nó sẽ tương tác và cách dùng khác nhau. Với súng cối thì nó có thể bắn tầm xa và sát thương cực kỳ là lớn, với khả năng tiêu diệt các cái đơn vị giáp nhiều. Và súng 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 trường thì nó có thể gây sát thương lên các cái loại lính, như mọi người đã biết. Và ở đây thì thanh niên này không phải là một người chơi game quá là hay, theo như mình thấy qua cái trận đấu này và cũng như là một số clip của thanh niên đấy là như vậy. Với cái nhà để có thể sản xuất ra ra cái lính siêu cấp ấy, của bên xanh, lính hủy diệt ấy, thì mọi người có thể thấy ở đây là nhà một thì sẽ không có, lên trung tâm chỉ cấp 2 thì mới có thể xây được. Mình đã nói sai ở clip trước. Đấy. Vì là mình cũng không có thể sờ nắn trực tiếp vào những con này, hoặc là cái phiên bản này, vì vậy là mình không thể biết hết được. Và đặc biệt đây là tiếng Nga nữa, mình chỉ dịch một số cái phần quan trọng thôi, và phần còn lại thì mình có thể dự đoán hoặc là đại khái là theo cái tư duy của mình thì mình nói ra. Vì vậy là mong mọi người có thể thông cảm cho một số cái chỗ mình nói sai. Ở đây thì thanh niên này đang cố gắng lên trung tâm chỉ cấp 2 để có thể xây được cái nhà kia. Qua cái thao tác nhặt hộp cũng như là xây nhà ban đầu thì mọi người cũng như mình đã đoán đây không phải một thanh niên lão nàng. Mình sẽ cho nhanh lên, vì đây là xem trên YouTube, không phải là xem ở trong game hay là một cái gì khác, mình không thể thấy nhanh được. Một số hiệu ứng ở trong game đã được thay đổi, như là cái việc xây nhà, mọi người thấy nó có, hoặc là khi ấn vào nhà sinh quân thì nó có thêm hai cái vòng vòng hai bên, có lẽ là trông đặc sắc hơn chẳng hạn. Thanh máu cũng được chỉnh sửa trông vương vức và to hơn một chút, theo như mình thấy là vậy. Ngày càng càng ngày thì game càng cố gắng cập nhật cái đồ họa tốt hơn cho mọi người có thể xem cách chơi một cách tốt nhất, thỏa mãn nhất có thể. Đây thì cái kim tự tháp này đã xây xong. Thì nhìn qua kim tháp này, mọi người có nhìn thấy là nó có hai cửa, một cửa lên trên dành cho cái máy bay mở ra, còn cửa bên dưới là dành cho con lính để chui ra. Cái đơn vị này thì mình không biết là liệu nó có thể xin cái đơn vị này thì sẽ tốn cái ở bên trên đây. Theo như vừa rồi là mình thấy là vậy thì phải, không biết có đúng không. Khi mà lúc đầu là 15 trên 15, và sau khi ấn vào cái trung tâm này thì nó bị trừ đi mất hai cái, và bắt
phải tốn thêm tài nguyên mới xin được con lính này. Có lẽ là những cái đơn vị ở trong trận đấu này thì sẽ được giới hạn thôi, chứ không phải là xin bừa phứa được, theo như mình nghĩ là vậy. Vì đây đều là những cái đơn vị cực kỳ là mạnh, mang tính chiến thuật và đột biến cực kỳ cao. Vì vậy là giới hạn nó có lẽ là một cái khá là hợp lý. Với thanh niên này thì được xem trực tiếp thao tác ở trong trận đấu. Vậy là mình có thể biết được thêm nhiều thông tin hơn là clip về quân đỏ. Khi mà thanh niên Dan Dinka kia, đấy, mọi người đều thấy nó tiêu diệt đến một cực kỳ nhanh nhá, với cái súng máy. Và nó có thể nhảy được. Và nhảy này là mình bắn chỉ định, kiểu ấn chỉ định nó nhảy ở đâu ấy. Đấy. Tuy nhiên là nhảy thì nó sẽ mất thời gian hồi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy khu vực này thì nó sẽ có cái thời gian hồi. Hồi nhảy đấy. Cũng khá là hay, tầm nhảy cũng rất là xa. Đấy. Nó sẽ không bị tấn công quá sớm bởi một số cái đơn vị như là tỉa có bên đỏ, hoặc kể cả ma mút với tầm bắn xa thì nó vẫn có thể gây sát thương, nhảy vào để oánh được. Ở đây thì bên kia cũng đã xin là một con máy bay một, hay nhầm, máy bay mới để tấn công vào con này. Tuy nhiên là thanh niên này cũng không sợ. Và ở xung quanh chân thì có cái vầng hào quang màu vàng, trông khá là hay ho. Với liên tục là những bản cập nhật và những cái loại quân mới, có thêm nhiều thao tác khác nhau, khiến người chơi phải thực sự là thuần thục trong cái việc điều khiển quân, điều quân khiển tướng. Nhưng này tiếp tục cho con lính này đi chơi. Mình sẽ cố gắng xem hết clip này cùng mọi người để xem nó có thêm cái gì mới và đặc biệt không. Đấy, tầm đánh của lưỡi lê mọi người nhìn 1,5 kìa. Đấy, tầm đánh, tầm bắn của súng kia là súng trường là 6.0, tầm bắn của tầm nhảy là 7 ô đấy. Thì đấy là một số cái tầm theo như mình thấy ở cái vòng quanh quanh nó là như vậy. Thanh niên này có lẽ đang thử test là có ra biển được không, có nhảy xuống biển được không, hay như thế nào. Và cái cơ chế chuyển súng của nó thì mình cũng chưa rõ lắm, có thể là tùy theo một số đơn vị nó chuyển súng chăng, hay là như thế nào đó. À, đứng yên thì nó sẽ bắn súng cối, còn đứng, còn vừa chạy thì nó sẽ bắn súng trường. À, theo như mình thấy là vậy đúng không? Đây, lúc nó đứng yên thì nó sẽ chuyển sang dạng súng cối này. Đấy. Có vẻ là cũng cơ động đó chứ. Và quả skill nhảy cũng cực kỳ là hợp lý và hay. Chưa kể nội tại giảm sát thương khi xuống dưới 25% máu, giảm gần 80% sát thương gì đó. Con này lúc đầu mà xin ra đi quánh nhau cũng hay ho đấy. Và sát thương nó gây cũng khá là lớn. Nội tại giảm sát thương mọi người thấy nó sẽ tạo một cái lớp lá chắn màu xanh xung quanh. Như là một số cái lớp giáp của các cái con tướng ở trong liên quân hoặc là liên minh chẳng hạn. Mọi người có thể thấy nó giống kiểu như vậy. Ở đây thì đang bị truy sát bởi con máy bay của đỏ. Nhưng máy bay của đỏ thì không thực sự mạnh mẽ bằng con này. Lần này xin thì mình lại không thấy bị trừ cái ở trên đây nữa. Cái xanh xanh này này. Cũng chưa hiểu cơ chế hoạt động thực sự của nó như thế nào nhỉ. Có lẽ là chỉ cần một cái cho một lớp nhân vật thôi thì phải. Con này thì mất đến 4 đơn vị so với chỉ là 3 của bên đỏ. Thì thực sự con này khá là trâu bò. Sát thương lớn vì nên cái việc mất 4 đơn vị là có vẻ là hợp lý hơn. Khi mà xanh nếu mà chơi con này sớm, sau đó mà úp đỏ thì cũng khá là khoai nếu mà đơn vị nó của nó càng ít. Ngoài cái lượng tài nguyên để có thể xin được quân ra thì cái số đơn vị của cái quân đấy cũng là một cái vấn đề khiến chúng ta cũng phải quan tâm. Hôm nay thì thanh niên này đang xin thêm quân rồi. Và lại tiếp tục ra thêm được một con này nữa. Có lẽ là những con này sẽ sớm được ra mắt thôi. Nghĩ là có thể là trong tháng 1. Vì là
Nhà phát hành dạo này có những cái động thái cập nhật khá là nhanh chóng và không delay như ngày trước. Những con này mới được quảng cáo cách đây khoảng 1-2 tháng và hiện tại thì nó đã có mặt trên bản thử nghiệm. Như vậy là cái việc đưa vào cập nhật thì trong một sớm một chiều thôi. Mình không biết là nó có cập nhật cùng một lúc cả ba con không, hay là nó sẽ chơi kiểu như là từng con một. Cái đấy thì mình cũng chưa thể biết được. Và khi mà giảm giáp xuống thì những cái đơn vị khác bắn khá là mất thời gian nó mới chết. Nhưng là trâu đến mấy thì cũng sẽ nhanh sớm bị hẹo thôi. Một cái đơn vị này hình như là một lúc không chỉ thể xin được nhiều sao, mình cũng không 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 rõ lắm. Khi mà con kia chết thì trả về cái nhà này muốn xin con tiếp theo phải đợi một khoảng thời gian nữa. Đúng không nhỉ? Vì là thanh niên này không không xin con này liên tục, không mua con này liên tục mà cứ ra từng con một. Bên kia đã tiếp tục tấn công vào đây rồi. Đã có cả khói. 15 phút mà. Khói là một cái chuyện khá là đơn giản thôi. À, thanh niên này có khả năng soi khói cũng khá là hay nha. Ừ, hay đó. Ừ, thanh niên này có khả năng nhảy vào giữa đám khói cực kỳ là hấp dẫn đó chứ. Khi mà đỏ có một đơn vị mang tính chất là giúp tiêu diệt giáp của xanh, thì bên xanh lại có một đơn vị có thể nhảy bổ vào giữa đám khói gây phát hiện tầm nhìn, và khi đó những con rớt bên ngoài tha hồ mà xả sát thương. Tất nhiên là con đó, cái con đơn vị này có thể bị tiêu diệt một cách nhanh chóng dưới lượng sát thương lớn đến từ bên Giang bên kia. Tuy nhiên là khi xuống dưới 25% máu thì lượng giảm sát thương là đủ lớn để nó có thể trụ lại trong khoảng 2 đến 3 giây gì đó, và thời gian đó thì rớt mà đông thì đảm bảo là răng cua bay màu khá là nhiều, chưa kể khi con này hết đi mà bên kia lại nhảy bị nhảy đúng đám khói chẳng hạn thì đỏ hoàn toàn có thể bị toang ngay lập tức. Đây là một đơn vị chiến thuật cũng thực sự là hiệu quả của xanh. Mình đã nhận định hơi sai khi mà nó chỉ nhằm mục đích là tấn công ở những cấp độ đầu. Và game của chúng ta là game chiến thuật, vì vậy là có rất nhiều cách áp dụng ở lối chơi cũng như là các cái đơn vị trong trò chơi. Như cái việc dùng khói để che Ali chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể dùng Shell để búp cho Viking, liệu có được không nhỉ? Đấy thì những cái mà mọi người có thể thử trong trò chơi. Những cái cơ chế nó có thể kết hợp với nhau khá là hiệu quả, càng nhiều quân với nhiều cơ chế khác nhau thì nó hoàn toàn có thể là kết hợp lại với nhau một cách thực sự là hay ho. Đây thì tiếp tục là thanh niên này cho con lính này đi chơi vòng vòng ở đây thôi. Mình sẽ cố gắng xem tiếp xem còn cái gì hợp lý và hay với cái con này không. Đúng không? Vì là khả năng nhảy chỉ định thì là hoàn toàn có thể nhảy vào giữa đám và thấy là 5-6 cái máy bay gì bắn nó mà nó 2 lần nó vẫn chưa chết, 3 lần không chết. Vâng, đến lần thứ tư nó mới chết, 5-6 con máy bay gì đó. Khả năng trâu bò khá là đáng kể. Đúng rồi, con này hình như chỉ xin được một lần một con thôi. Khi mà thanh niên này cứ chết con này thì mới về xin được con kia. Đây có vẻ là cũng hợp lý. Khi nếu mà thanh niên nào quá nhiều quân, à nhiều tiền mà lại cứ phun mấy con hạng nặng này thì chiến thắng thực sự là quá là dễ dàng đúng không? Bên kia không có khả năng chống cự. Và thanh niên này chỉ nhảy vào những cái khu vực mà đã được soi tầm nhìn nhé. Nếu mà khu vực không được soi tầm nhìn thì hình như là không nhảy được. Khi mà lúc nãy mình có thấy qua là thanh niên này có ấn xuống cái khu vực không chưa được soi tầm nhìn, nhưng mà nó chỉ nhảy đến cái khu vực đến mé cái khu vực ấy thôi, đến giáp ranh giữa ở cái khu vực. Rồi, đang dùng item sản xuất và không thấy thanh niên này xin thêm con
xe à con lính hủy diệt kia nữa đi về. Ở đây đang đợi tài nguyên. Có lẽ là cái trên đây nó sẽ giới hạn khả năng xin quân bằng việc là nếu mà bị phá hủy nhà đi thì sau khi xây dựng lại mình lại phải tốn cái đấy, và khi bị phá hủy đi đến một số lần nhất định nào đó, và cái lượng cái gì nhỉ, cái này mình có thể gọi là cái gì ta, cái 4 chấm màu xanh ở trên kia đi nhá, để mọi người khái là mình chỉ cần gọi để mọi người hiểu nó là như thế nào thôi. Khi đến cái 4 chấm màu xanh hết đi thì kể cả có xây nhà này cũng không thể xin được bất kỳ một loại quân nào nữa. Có lẽ cái này cũng khá là hợp lý và hay đấy chứ, và mọi người có thể áp dụng một số chiến thuật như là phá cái nhà này, và có thể khi mà các cái đơn vị cấp cao hơn là các cái đơn vị cấp 2, cấp 3 của cái nhà này ra mắt, nó sẽ làm thay đổi cái chiến thuật hiện tại, đó chính là nhiều người vẫn ở rank tướng thì vẫn nhiều thanh niên vẫn thủ dâm và lên hạt nhân hoặc là không gian, thì thực sự sẽ có những cái bài đánh khác giúp tăng tầm hiệu quả hơn với các cái loại quân này. Có lẽ là đến tầm này là những cái mà thanh niên này mang lại mọi người và mình có thể đã tìm hiểu hết rồi. Đấy, thì có lẽ là mình sẽ dừng clip ở đây thôi, tránh quá dài dòng. Và mọi người đã xem nhé. Chào mọi người.